gì nữa. Mời vòng chung kết đấu trường tại câu bộ Anh Thế Mới sẽ được bắt đầu. Vòng chung kết chúng ta chú ý về thái độ đấu kèm với bóng và sau đó là dán bộ. Các vị đang lưới team mình còn rất mạnh, rất tốt nhưng là không có một tiếng bóng nào. Thì giờ chúng mình chiến đấu chúng ta quan sát. Vòng chung kết hết giờ.